Xin chào quý các bạn, trên tay mình là điện thoại Huawei i6 Pro hay có tên gọi khác là Huawei TIT U02 đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn với phần màn hình được chia làm hai lớp riêng biệt. Khi hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến Huawei i6 Pro bị lỗi màn hình, vỡ màn hình do rơi va đập, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024 66 75099. Hiện nay Di động Cao cấp.vn là địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa thay mới điện thoại Huawei i6 Pro hoặc lỗi màn hình. Mọi thắc mắc quý hàng liên quan màn hình của Huawei i6 Pro xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.